Hà Nội vẫn đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Làm việc quần quật ngoài trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cái nóng bức đã trở thành cơn ác mộng đối với anh Duy và rất nhiều người lao động khác. Mình làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, thì công việc làm vất vả rồi. Thì mình chọn cái công việc này thì cứ chạy ngoài đường thôi. Phạt lắng phạt mưa, lắng mưa không phải chạy thôi. Đi buổi trưa ra ngoài đường thì nó lắng nó oi hơn. Ở dưới đường thì nó bốc hơi lên thì nóng hơn. Tôi phải uống 2 viên Panadol đấy, nó mới hạ nhiệt đấy, nó rất đau lắm, không chịu được. Chúng tôi bán hàng thì chúng tôi cứ thích rời mát để bán hàng. Cái thứ nhất là nó không đắt hàng. Cái thứ hai là dân tình nó không ra ngoài đường để nó mua hàng. Nắng quá dân tình người ta nó không ra mua. Đi chợ một buổi ế lắm, không bán được hàng đây này. Các bác sĩ khuyến cáo, thời tiết nắng nóng không chỉ khiến trẻ em, người già dễ mắc bệnh mà những người thường xuyên làm việc ngoài trời cũng là đối tượng dễ bị tác động, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhất trong những ngày nắng nóng thì cái bệnh lý hay gặp nhất là say nắng say nóng. Do họ có thể là lao động nặng trong những cái môi trường nắng nóng thì cái triệu chứng của say nắng say nóng nó sẽ diễn ra nhiều hơn so với những ngày thường. Trong cái thời gian nắng nóng thì mọi người dân khi lao động trong cái môi trường nắng nóng thì cần phải bổ sung nước đầy đủ. Và thứ hai là sử dụng các cái quần áo bảo hộ thoáng mát trong cái môi trường nắng nóng. Và thứ hai là việc hạn chế lao động trong cái môi trường thứ nhất là nắng nóng, khó thoát mồ hôi, và trong những cái môi trường trực tiếp dưới nắng nóng nhiệt độ cao thì nên hạn chế. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7, tháng 8, ngoài đợt nắng nóng hiện nay thì còn khoảng 3 đến 4 đợt nắng nóng sẽ còn xuất hiện, và số ngày nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài từ 2 đến 4 ngày, còn ở những khu vực Trung Bộ thì kéo dài từ 4 đến 6 ngày. Vì vậy, người dân, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ nên chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo khuyến cáo của Bộ Y tế, không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức trong những ngày nắng nóng.